Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình iGroup từ sự iGroup Reddit. Để tham gia chương trình hôm nay em kiếm liên mô tả một trong start này bạn. Thì con này chạy tảng ETH và mình chỉ ăn mai thôi các bạn vô đã chấm chat này các bạn. Rồi bạn bắt đầu lại, các bạn vô tiếp kênh channel luôn. Thì những dáng thế này thì các bạn nào gánh gói làm các bạn. Tôi cần test Uniswap các bạn. Rồi bấm chết. Rồi bấm đứt chai các bạn. Chết tiêu. Reset. Thật ra người reset nhỏ gì không biết nữa. Chai bằng cấp chai. Một token RHC này có khoảng 1 USD bằng giá 500 token này. Chắc kèo này chắc không làm thì cậu ăn mai thôi các bạn. Bấm continue nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì tờ Twitter thì các bạn like và tờ viết sẽ biết nét này các bạn. Chạy trên nền tảng ETH thì mình không cái giọng các bạn. Mình làm đâu nữa tháng nay không có nào vậy hết. Rồi các bạn theo dõi nữa các bạn. Tàn về những cái mạng BNC, đồng chôn gì không. Thì các bạn like nè các bạn tự quyết nè các bạn. Không có phải viết ra game luôn. Các bạn like đây đi, biết đâu ăn may sao. Nhìn châu Phi mà, rồi các bạn bấm vào forecast. Tiếp tục là địa chỉ ETH với chocolate, Mesa Wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nè các bạn. Mình thì cũng tìm cái nguồn iGroup các bạn. Nguồn iGroup nào cũng phong phối thì mình đọc lại những iGroup uy tín mình cho làm cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Có những nền tảng là như mạng Huobi là rồi tiếp tục bằng điện đủ xin em tới Twitter các bạn. Không em coi gấp trên tảng Huobi là thấy mình thấy là uy tín nhất. À còn MMO của anh. You have minimum up refer. Đây mình coi chiều. You have minimum up 5 refer các bạn cần giới thiệu 5 người người ta các bạn. Nó gấp tiền mình đang nhận 530 mét quýt kêu. Rồi chương trình iGroup này send vào ngày 11 tháng mấy đi ta. Nó lấy góp tiền sẽ được phân phối vào ngày 11 tháng 4 như tất cả các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.